Jennifer Phạm, sau 16 năm làm hoa hậu, được lòng mẹ chồng đại gia, sắc vóc ngày càng nóng bỏng. Jennifer Phạm được coi là hoa hậu tốt số khi có một gia đình hạnh phúc viên mãn, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thuận hòa. Jennifer Phạm, hoa hậu hạnh phúc ở lần đò thứ hai. Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8X về Việt Nam lập nghiệp. Tận dụng những lợi thế sẵn có cùng sự đa tài, Jennifer Phạm gia nhập vào làng giải trí và hoạt động trong nhiều cương vị như người mẫu, diễn viên, MC. Vai trò dẫn dắt giúp cô gặt hái được thành công và thường xuyên được mời đồng hành trong các chương trình sự kiện lớn. Nhưng trong giai đoạn có cơ hội để đẩy mạnh tên tuổi, Jennifer Phạm bất ngờ kết hôn và sinh con đầu lòng cho ca sĩ Quang Dũng vào năm 2007. Một thời, cuộc hôn nhân của đôi trai tài gái sắc được công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Song trải qua 2 năm chung sống, cặp đôi đường ai nấy đi. Trở về cuộc sống độc thân, Jennifer Phạm tập trung thời gian cho công việc và chăm sóc quý tử. Năm 2012, cô tái hôn với Đức Hải, doanh nhân sinh ra lớn lên trong một gia đình tri thức có tiếng, với bố là tiến sĩ khoa học, mẹ chính là doanh nhân tự được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất nhì Việt Nam, Trương Thanh Thanh. Sau khi tái hôn với chồng đại gia, Jennifer Phạm vẫn được Đức Hải tạo mọi điều kiện để theo đuổi đam mê. Cô còn dường như tìm được hạnh phúc đích thực khi được bạn đời chia sẻ việc nhà cửa. Trải qua một thập kỷ gắn bó, Jennifer Phạm đã sinh cho chồng cô 2 con gái và 1 cậu con trai. Tổ ấm đông thành viên, nhưng cô cảm thấy thoải mái khi nhận được sự quan tâm, yêu thương và trợ giúp nhiều từ ông xã và gia đình chồng. Chồng hai của Jennifer Phạm chính là doanh nhân trẻ Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1980. Có ý kiến cho rằng Hải thực chất không yêu đương chị Jennifer Phạm mà chỉ muốn dựa hơi cô để nổi tiếng. Nguyễn Đức Hải là con cả trong gia đình trí thức có tiếng, cha là tiến sĩ khoa học, mẹ là doanh nhân Trương Thanh Thanh, từng là phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT, một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam năm 2012. Ngày trước, Hải làm phó giám đốc trung tâm phân phối sản phẩm Nokia thuộc công ty phân phối FPT. Trở về Việt Nam, Nguyễn Đức Hải học ở trường chuyên Lê Hồng Phong. Anh thi đỗ cả 3 trường đại học hàng đầu, luật, kinh tế, bách khoa và chọn trở thành một kỹ sư điện tử viễn thông. Tốt nghiệp đại học, Nguyễn Đức Hải tham gia kinh doanh góp phần cùng với FPT đưa thương hiệu Vertu Nokia phát triển ở Việt Nam. Trong những ngày tất bật chuẩn bị cho hôn nhân, doanh nhân Nguyễn Đức Hải vẫn đang tiếp tục những dự án mới. Còn Jennifer Phạm cũng không ngừng công việc MC. Bố chồng mới của Jennifer Phạm là ông Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1950. Ông Đức Tiến đã tốt nghiệp khoa vật lý Đại học Tổng hợp nước Cộng hòa Azerbaijan, Liên Xô cũ năm 1974 và hoàn thành luận án phó tiến sĩ ngành hóa học chuyên ngành hóa lý tại Phân viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô tại Siberia năm 1986. Ông Nguyễn Đức Tiến từng là cán bộ nghiên cứu khoa học tại Phân viện Khoa học Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến năm 1983 và là cán bộ Viện Hóa học thuộc Viện Khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1986 đến năm 1989. Từ năm 1990 đến nay, ông Nguyễn Đức Tiến công tác tại Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đến nay, ông cũng là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tinh học HPT. Jennifer Phạm, mẹ chồng yêu thương như con đẻ. Bà Trương Thị Thanh Thanh sinh năm 1951 tại Đà Nẵng. Bà Thanh Thanh từng tốt nghiệp khoa vật lý phân tử Đại học Tổng hợp Baku, Liên Xô cũ, nay thuộc Ukraine vào năm 1974, khoa quản trị kinh doanh trường Amherst của Mỹ vào tháng 7 năm 2000. 10 năm làm dâu, nhiều người băn khoăn về hoàn cảnh đặc biệt của Jennifer Phạm khi bước chân vào gia đình hào môn sẽ ra sao. Thật bất ngờ, người trong cuộc lại tiết lộ rằng cô may mắn vì có mẹ chồng vô cùng tâm lý chứ không hề nghiêm khắc. Theo Jennifer Phạm tiết lộ, bố mẹ chồng đều tu nghiệp ở nước ngoài nên có quan điểm phóng khoáng và cởi mở. Ngay từ lúc chưa cưới, Jennifer Phạm đã có thiện cảm với mẹ qua những lần gặp gỡ. Được biết gia đình chồng của người đẹp chỉ có 2 cậu con trai. Vì vậy, mẹ chồng thích gần gũi con dâu vì phụ nữ bao giờ cũng nhẹ nhàng tình cảm hơn đàn ông. Nói về mẹ chồng, Jennifer thoải mái khoe.
Tôi từng nghĩ, ngoài người mẹ sinh ra mình, thật khó có ai yêu thương và chăm sóc mình. Nhưng mẹ chồng đã làm những điều khiến tôi xúc động. Ban đầu tôi dự kiến sang Mỹ sinh bé Út để được nhờ vả bà ngoại, nhưng rồi lại quyết định chọn một bệnh viện tại Việt Nam để vừa cạn. Lúc đó mẹ chồng bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giúp đỡ tôi, cho đến khi bé nắm đầy tháng. Mẹ dành trọn sự quan tâm cho tôi trong khoảng thời gian đó, dù thật sự bà rất bận rộn với công việc. Buổi sáng tôi thường dậy trễ do tôi làm việc muộn, nhưng một ngày của bà thường bắt đầu lúc 5 giờ, rồi bà vẫn nấu đồ ăn sáng chờ tôi thức giấc để cùng thưởng thức hoặc ngồi bên mâm cơm tối vui vẻ trò chuyện. Chỉ là những điều đơn giản nhưng khiến tôi xúc động vô cùng. Jennifer Phạm, độc lập về kinh tế, yêu bản thân, chăm chút nhan sắc kỹ càng. Jennifer Phạm hầu như không khoe khoang về cuộc sống riêng của mình, không khoe kim cương hay túi hiệu như nhiều người đẹp khác. Nói về việc cần mẫn chạy sâu dù đã có đại gia, Jennifer chia sẻ: với tôi thì việc lấy chồng hay không lấy chồng, gia thế của chồng như thế nào không ảnh hưởng đến việc mình thực hiện những đam mê của mình và có cho mình những công việc riêng. Có lẽ do Jennifer lớn lên bên Mỹ nên tinh thần tự lập rất cao. Mình không cho phép mình phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Tôi nghĩ một gia đình có hai trụ cột chắc chắn sẽ bền vững hơn là một. Và nếu được làm những gì mình yêu thích mà còn nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả nữa, thì đối với những người trong showbiz như tôi là một niềm hạnh phúc rất lớn. Cô cũng nói về quan niệm mọi thứ trong cuộc sống đều có sự bình đẳng. Theo đó, vợ chồng người đẹp không phân chia việc nhà, việc gì là việc chồng hay việc vợ, mà cả hai cùng nhau chia sẻ những việc đó. Ngoài chăm chỉ lao động, Jennifer Phạm còn chịu khó chăm sóc và yêu thương bản thân. Hoa hậu Jennifer Phạm dù ở tuổi U40, nhưng cô luôn biết cách ăn mặc khiến mình trẻ trung, quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ cùng đường cong mềm mại của hoa hậu Jennifer Phạm là điều mà nhiều cô gái trẻ mơ ước. Nhờ độc lập kinh tế, yêu bản thân nên Jennifer Phạm nhận được sự yêu thương của chồng. Anh cũng dành tình cảm của mình đến con riêng của vợ. Điều đó được thể hiện qua rất nhiều việc làm của anh trong cuộc sống thường ngày.